Vâng, mến chào quý vị đã quay lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Huế Review đang có mặt ở bên bờ sông Hương. Ở đây, Huế Review cũng muốn giới thiệu cho quý vị một cái con đường cũng đi dọc bờ sông Hương và cũng rất là đẹp. Đó chính là con đường dọc bờ sông Hương từ cầu Giáo Viên đến cầu Bản Nguyệt, một cây cầu hiện tại cũng đang rất hot ở Huế. Và không để quý vị chờ đợi lâu, thì bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tham quan du lịch và cùng khám phá cái con đường tuyệt vời này ở bên bờ sông Hương nha quý vị. Mời quý vị đi dạo cùng với Huế Review nhé. Vâng, miễn thưa quý vị, thì hiện tại ở đây chính là cái khu vực đầu cầu Giáo Viên ở bên phía bắc đây quý vị. Và như quý vị đã thấy thì đó chính là cái con cầu Giáo Viên đây quý vị. Đó, một cái cầu cũng mới xây dựng trong thời gian gần đây, và cầu này rất là đẹp, cũng rất là rộng. Thì Huế Review biết là cũng có một số quý vị khán giả của kênh Huế Review vẫn chưa biết cái chiếc cầu Giáo Viên này, và hôm nay thì Huế Review cũng muốn giới thiệu cho quý vị cái chiếc cầu Giáo Viên này bắc qua sông Hương đây quý vị. Và nó được xây dựng bên cạnh cầu Bạch Hổ nha quý vị. Và phía xa xa kia thì quý vị cũng có thể thấy là một chiếc thuyền rồng đang du ngoạn trên sông Hương. Đó, và cái thời tiết cũng như khung cảnh bây giờ nó rất là tuyệt vời quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển và đi dạo trên một cái con đường đi bộ dọc bờ sông Hương, dọc bên bờ bắc đây quý vị. Thì con đường này cũng mới được xây dựng cũng như là mới được chỉnh trang lại để cho nó phù hợp với đời sống của bà con ở thành phố. Thì con đường này ngoài cái việc là tạo nên cái vẻ đẹp bên bờ sông thì cũng tạo một cái không gian để cho bà con đi bộ, đi thể dục cũng như là đi dạo ven bờ sông Hương và thưởng thức cái không khí trong lành mát rượi của dòng sông, một cái dòng sông rất là thơ mộng, sông Hương của Huế đây quý vị. Đây quý vị cũng có thể thấy là chiếc thuyền rồng nó di chuyển rất là nhanh trên dòng sông. Và nó, nếu như mà quý vị đến đây và đến Huế, quý vị có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương thì đó là một cái trải nghiệm thực sự là rất là tuyệt vời. Và con đường đi bộ này thì quý vị cũng có thể nhìn thấy là nó rất là đẹp và rất là khang trang đấy quý vị. Ở đây thì quý vị cũng có thể là câu cá vào buổi chiều đấy, những chiếc cần câu như thế này và đặt trên sông, gần bờ sông để câu cá thì quả thật là quá tuyệt vời đấy quý vị. Đấy, một cái cảm giác rất là khoan khoái, rất là tự nhiên và cũng thấy rất là thú vị. Ở đây thì quý vị cũng có thể bắt gặp được những cái hình ảnh là đạp xe trên đường đấy quý vị. Đấy, thú vui đạp xe. Và một cái vấn đề là đạp xe đi bộ, đạp xe hay là đi bộ thì đó là một cái hành động nó mang tính chất là bảo vệ môi trường và tiết kiệm được rất là nhiều thứ đấy quý vị. Và hiện tại thì Huế Review thấy rằng là việc đạp xe và đi bộ cũng như là tập thể dục thì cũng được mà mọi người hưởng ứng và cũng tham gia rất là nhiều. Đã nhìn bầu trời trong xanh như thế này thì thật sự mà nói là cái cảm giác của Huế Review bây giờ là cảm thấy rất là đã, không có cái tư duy nó diễn tả vừa hơn từ đã nữa. Và ở dưới kia thì cũng có những cái chiếc thuyền đánh cá cũng như chiếc thuyền chở cá di chuyển trên dòng sông. Và ở bên kia là chính là một cái nhà máy nước đó. Còn như quý vị đã thấy thì phía xa xa kia chính là cái nhà hát sông Hương, một cái nhà hát rất lớn mới được xây dựng ở Huế đó. Và cái kiến trúc thì cũng rất là đẹp. Cái cảm giác bây giờ thì thực sự mà nói là không khí bây giờ rất là mát luôn quý vị. Đi bộ trên dọc bờ sông Hương này thì cảm giác quá là tuyệt vời. Và ngắm khung cảnh ở sông Hương cũng như là ngắm cầu Giáo Viên cùng dòng người qua lại trên cầu thì quả thật là không còn gì bằng. Ở đây thì bà con cũng đi bộ cũng như tập thể dục. Và một cái công viên bên cạnh thì nhìn cũng rất là tập, rất là nhiều người, rất là nhiều bạn, rồi nhiều chủ, rồi nhiều cô đến đây để tập thể dục đây quý vị.
Ở đây thì cũng trang bị những cái vật dụng để cho mọi người có thể tập và bảo vệ sức khỏe đây. Đấy. Rất là tuyệt vời đấy quý vị. Thưởng thức gió sông Hương cũng như là tập thể dục như thế này thì quả nhiên là khỏe. Đấy. Thì không biết khán giả của kênh Huế Review thì có ai đã từng đến đây chưa? Và có ai ở gần khu vực này không? Cũng như thì Huế Review cũng muốn giới thiệu cho quý vị những cái hình ảnh tuyệt vời này. Một cái công viên với đầy đủ các cái dụng cụ thể dục thể thao và tiến hành tập thể dục buổi sáng hay là buổi chiều thì đều rất là tuyệt. Quá tuyệt vời. Ở đây thì Huế Review nhận thấy là chủ yếu là các dì, các cô, các chú, các bác ra đây để tập thể dục cũng như là để rèn luyện sức khỏe đấy. Còn lại thì một số cô chú anh chị thì đi bộ. Một cái cảm giác thượng thú rất là tuyệt vời đấy quý vị. Khi về già hay là khi có cái độ tuổi trung niên chẳng hạn mà được đến những cái nơi như thế này vào mỗi ngày và rèn luyện sức khỏe của mình để bảo vệ sức khỏe cũng như là có thể là cho sức khỏe của mình càng ngày càng tốt hơn đó thì thực sự mà nói là không còn gì bằng. Rồi đến đấy để câu cá rồi ngắm cảnh thì cũng không còn gì tuyệt vời hơn. Và thực sự mà nói là bây giờ gió rất là mát đấy quý vị, gió mát tuyệt vời luôn. Và không biết thì quý vị có nghe được cái tiếng gió trong micro hay không, nhưng mà gió bây giờ cũng khá là mạnh. Và tập thể dục xong thì chúng ta đứng thưởng thức cái làn gió này trên sóng thì quả thật là tuyệt vời. Ở đây cũng có những cái bến đó. Ở đây thì cũng có những cái quán nước như thế này quý vị. Những cái quán nước như thế này thì mọi người lúc mà mệt hay là lúc mà cảm thấy muốn nghỉ ngơi thì cũng có thể vào uống nước để cho tâm hồn nó, tinh thần nó khoan khoái lại. Đây thì chúng ta nhìn cận cảnh về nhà hát sông Hương đấy quý vị. Và buổi chiều thì ngồi bên bờ sông để hóng mát rồi trò chuyện tâm sự thì cũng rất là tuyệt vời. Phía bên kia thì chính là kinh thành Huế. Nói chung là bên bờ sông Hương nhưng mà nó phù hợp rất là nhiều cái cảnh đẹp. Và quý vị có thể nhìn những cái hình ảnh của Huế Review quay từ trên cao để có thể thưởng thức thêm cái dòng sông Hương cũng như là những cái hình ảnh bên bờ sông Hương nha quý vị. Phía xa xa kia thì quý vị cũng có thể thấy là một cái tòa nhà Vincom đây. Rồi những cái tòa nhà cao tầng, những cái tòa nhà cao ốc nhìn rất là đẹp. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn được nhiều cảnh đẹp rất là thú vị đấy quý vị. Thực sự mà nói là Huế bây giờ rất chi là thơ mộng. Và sông Hương đó chính là một cái cảm hứng của rất nhiều cái nhà thơ và cũng rất nhiều các cái nhạc sĩ đã sáng tác những cái bài hát về sông Hương cũng như là làm những cái bài thơ hay về sông Hương đó. Sông Hương tấp nập tìm rắn được chừ, em trao nọn đời và em hẹn hò. Và có thể nói là sông Hương là một cái cội nguồn của cảm xúc. Và thực sự mà nói thì bây giờ Huế Review cũng đã hiểu tại vì sao các cái nhạc sĩ rồi những cái nhà thơ họ lại dâng trào cảm xúc như vậy khi đứng bên bờ sông Hương. Và khách hàng đang thì chắc có lẽ là quý vị cũng nhận ra những cái sự khác biệt so với trước kia. Trước kia ở đây thì chủ yếu là những cái rừng cây rất là hoang vu quý vị. Và người ta gọi ở đây là biển mát, là một cái nơi mà cũng rất là hoang vắng. Tuy nhiên thì bây giờ với việc chỉnh trang và đô thị hóa như thế này thì việc tạo nên một con đường đi bộ như thế này thì nó lại làm cho Huế và cái cảnh bên bờ sông Hương là ngày càng đẹp hơn. Chúng ta cũng có thể là thấy những cái phường vị rồi những cái băng lăng
Ở đây thì Huế review nhận thấy là cây cối chủ yếu là phường vị và bằng lăng, cũng có những cây bàn. Thì không biết những cái khán giả của Huế review á, thì những người mà đã đi Huế, đi xa Huế rất là nhiều năm rồi, thì không biết là quý vị có nhận ra được cái nơi này trước kia của quý vị hay không. Và Huế review chắc hẳn rằng thì sẽ có rất nhiều cái khán giả không nhận ra được cái nơi này, bởi vì thực sự bây giờ nó thay đổi rất là nhiều quý vị, rất chi là thay đổi luôn. Và cái sự thay đổi này nó lại càng tôn thêm cái vẻ đẹp của Huế, vẻ đẹp của dòng sông Hương. Đấy, những cái phường vị, đấy, những bảng bang đấy, những cái bang đấy quý vị. Thật sự mà nó có những bảng cây như thế này, nó làm cho cái con đường này càng trở nên mát mẻ nữa quý vị. Khoảng cỡ 5:30 6 giờ chiều không á, thì khi mà quý vị đến đấy là quý vị đã cảm giác là giống như là đang ở Đà Lạt vậy quý vị. Không khí nó rất là mát và nó rất là ôn hòa. Không có thể có một cái cảm giác nào mà hơn cái cảm giác của Huế review lúc này. Thật sự là quá tuyệt vời. Hiện tại thì cũng có những cái công trình, những cái dự án đang được triển khai xây dựng. Và phía bên kia ngoài cái nhà hát sông Hương thì quý vị cũng có thể thấy là có một cái khách sạn kiến trúc của Pháp. Đó, nhìn rất là nguyên một màu trắng. Đấy, nhìn rất là đẹp. Nếu như đi trên sông Hương này mà thực sự mà là một nhà thơ thì chắc có lẽ là cậu sẽ toát lên một viết lên được bài thơ đấy quý vị. Bài thơ tuyệt vời của xứ Huế. Bài thơ về dòng sông Hương. Đấy. Hello. Yeah, okay. cũng rất là vui mà khi cũng có nhiều khán giả nhận ra được Huế review. Chắc hẳn đó là một cái niềm tự hào, một niềm vinh dự rất lớn khi được khán giả đón nhận kênh Huế review này. Và Huế review cũng rất là tấm đắc với việc quảng bá những cái hình ảnh, những hình đẹp về Huế. Đây, và quý vị cũng có thể thấy xe rất là nhiều. Đấy. Việc xe rất là nhiều chứng tỏ một điều rằng là cái khu vực này được thu hút rất nhiều người đấy quý vị. Và không chỗ nào khác chính là cái cầu Bán Nguyệt ở Bến Mé. Đấy. Thì hiện tại thì Huế review cũng thấy là rất nhiều bạn nữ cũng nhiều là rất nhiều bạn nam, rất nhiều bạn trẻ đến đây để chụp hình check in đấy quý vị. Thậm chí là những cô chủ anh chị đấy, đến đây cũng check in rất là nhiều. Đấy. Lại cái view bên ngoài sông Hương và chụp hình như thế này thì quả thật là quá tuyệt vời. Quý vị cũng có thể thấy là cái lát đá như thế này hiện tại thì bây giờ nó cũng đã khá là hoàn thiện rồi quý vị. Trước kia thì Huế review quay cái cầu này cho quý vị xem thì là cái lúc trước Tết, nhưng mà bây giờ thì sau Tết và đến xuống rồi thì cầu này là bây giờ hoàn thiện dần. Và bây giờ các bạn nhỏ cũng có thể đứng dưới để có thể là vui đùa với sóng nước đấy quý vị. Đây. Nhìn các bạn nhỏ rất là dễ thương. Quý vị có thể thấy là ở phía dưới được rải đá, chính vì vậy mà cũng khá là an toàn khi mà các bạn nhỏ đến đây chơi. Và ngoài ra thì các bạn nhỏ cũng được phụ huynh, được cha mẹ là bảo vệ đứng ở dưới quan sát, chính vì vậy mà khu vực này cũng khá là an toàn. Cũng có nhiều người là góp ý là nên xây lan can, nhưng mà thực sự mà nói là khu vực này nếu như xây cả lan can thì thực sự là nó rất là phí, là phí một cái cảnh đẹp đấy quý vị. Nếu như mà chúng ta ngồi, chúng ta sải chân xuống và chụp một cái hình đó, ra ngoài sông, một cái view ra xa như thế này thì thực sự nó là quá là tuyệt vời rồi. Và nếu như mà chúng ta xây dựng một cái lan can như thế này thì thực sự là nó rất là phí. Đây, bên kia thì quý vị cũng có thể thấy là gia đình rồi ba mẹ dừng con cái đi chơi. Và nó vừa rồi là cũng là một cái bậc cấp đó, là bậc cấp đi xuống như vậy, nhìn rất là đẹp. Và khi mà hình ảnh này hoàn thiện rồi thì quý vị cũng có thể nhìn phía trên cao, mà những cái hình ảnh mà Huế review quay phía trên cao cho quý vị xem thì chắc chắn rằng là quý vị cũng sẽ cảm nhận như Huế review thôi, một cái vẻ đẹp vừa hiện đại nhưng mà nó nằm đến một cái dòng sông. Đấy. Một cái dòng sông đi vào thơ ca nhạc hòa
rất là nổi tiếng của Huế. Đấy, những cái hình ảnh sống ảo như thế này thì quá tuyệt vời được rồi. Đó. Những cái bằng nam bằng nữ đó, mặc váy trắng rồi cầm hoa, thật sự nó là quá tuyệt vời. Đấy, quý vị cũng có thể thấy là phía bên kia chính là cái công viên mà lúc trước Huế Review cũng đã từng quay cho quý vị xem. Xa xa kia chính là Vincom. À, bên này là cầu Phú Xuân, hay là còn gọi là cầu Mới. Và những cái chiếc thuyền rồng cũng như là những cái chiếc thuyền đặc biệt đó là nó nằm ở trên sông. Và bây giờ thật sự mà nói là hình ảnh sóng bây giờ rất là trống, rất là mát luôn. Mát thoải mái luôn. Hả? Mát. Mát không? À, đi chơi vui không? Vui. À, Huế Review. À, lên đăng ký hả? Rồi, ok. Ở bên này thì đó, quý vị có thể nhìn cận cảnh cái nhà hát sóng hướng hơn đấy quý vị. Đó. Và thực sự mà nói là khi mà chúng ta đứng đây, chúng ta lại view phía xa kia là của tòa nhà Vincom. Đây, như bạn nữ này đang đứng đấy quý vị. À, quý vị cảm thấy rất là đẹp đúng không? Đấy. Đó là nguyên nhân mà tại vì sao là cầu Bản Nguyệt hiện tại bây giờ rất là thu hút rất là nhiều bạn trẻ cũng như là thu hút rất nhiều du khách khi đến Huế. Đây, quý vị cũng có thể thấy là việc lạc đá như thế này, nó tạo một cái ta luy đá như thế này cũng rất là đẹp đấy quý vị. Vừa có một cái chất gì đó nó hoang dã nhưng mà nó gần gũi với thiên nhiên. Đấy, hơn là chúng ta xây một cái bờ kè mà nó mang tính chất là xi măng hết. Đó, đó là nguyên nhân mà tại vì sao là dòng sông Hương và cái cầu Bản Nguyệt này nó kết hợp với nhau, nó tạo nên một cái vẻ đẹp giữa hiện đại, giữa cổ điển và có một cái chút gì đó là mang tính hơi hướng thiên nhiên hóa đấy quý vị. Và việc tận dụng cái thiên nhiên để làm một cái cảnh đẹp thì đó chính là cái tiêu chí của Huế bây giờ. Và du lịch Huế bây giờ nó sẽ, Huế Review tin chắc nó sẽ bung dày trong một thời gian tới. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy, có thể thưởng thức qua những cái hình ảnh ở phía trên cao mà Huế Review giới cho quý vị xem. Đấy, quý vị có thể nhìn lại kỹ một lần nữa, thực sự nó nói là rất là đông luôn quý vị. À. Và tới đấy thì quý vị có thể gửi xe ở phía bên kia. Đây có một cái đường đi vào đấy. Đấy, thì quý vị nào chưa biết thì quý vị cứ lên bản đồ và check cái đường Trần Hưng Đạo thì đi qua cầu Mới, đi qua cầu Phú Xuân thì lên phía trên này thì quý vị sẽ gửi xe ở đây. Sau đó là sẽ xuống check in cái khu vực cầu Bản Nguyệt. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể lấy view của hoàng hôn. Đấy. Thực sự bây giờ tới đây mà chúng ta tới và chúng ta check in hoàng hôn thì cũng rất là tuyệt vời. Như vừa rồi thì Huế Review đã quay cái cảnh hoàng hôn bên bờ sông Hương ở bờ Nam cho quý vị là trên cầu Gỗ Lim và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Thì hôm nay thì Huế Review cũng muốn tiếp tục cái chuỗi series vào bờ bên bờ sông Hương, và bên này là hôm nay là bờ Bắc, và đó chính là cái cầu Bản Nguyệt này quý vị. Đấy, quý vị có thể thấy là những cái bàn này cũng rất là thông minh khi mà chọn những cái hình ảnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta có sự bọc nước trên sông Hương đấy quý vị. Đấy, ngồi trên cái bến và bọc nước thì chắc chắn là quý vị nhìn những hình ảnh này là sẽ nhớ về tuổi thơ của mình. Đấy, check in bậc cấp rồi các cái bờ sông. Đấy, ngồi bọc nước như thế này. Đặc biệt là quý vị có thể thấy là trước kia thì các bạn nhỏ là chưa đến đây để chơi được, nhưng mà bây giờ thì các bạn nhỏ cũng có thể đến đây để chơi rồi, cùng với ba mẹ, cùng với gia đình để đến chơi, và cảm giác của các bạn bây giờ cũng rất là thích thú. Đấy. Quả thật bây giờ là Huế đẹp, đẹp đến từng ngày quý vị, và cái vẻ đẹp của Huế nó làm cho xáo xuyến lòng người. Thậm chí bây giờ quý vị còn có thể thấy là những cái con đường dạo bộ như thế này thôi, nó cũng là toát lên một cái vẻ đẹp và vừa hiện đại vừa cổ điển, nhưng mà nó cho ta một cái cảm giác là gần gũi với thiên nhiên rồi quý vị. Và không nhất thiết rằng là chúng ta phải về quê để trải nghiệm việc cảm giác thiên nhiên, mà chúng ta ở thành phố thì chúng ta cũng đã trải nghiệm được cái cảm giác đó rồi. Nên những cái hàng hoa, những cái dải hoa như thế này trồng lẻ loi với trên con đường thực sự là tuyệt vời. Đấy, chúng ta cũng có thể là đến picnic
một cái làm một cái thân nạn picnic nhỏ như thế này, như các bạn nữ này chẳng hạn, đấy cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì là đây là công viên thì chúng ta có thể vui chơi cũng như thỏa thích sáng tạo và thỏa thích ứng ý những cái điều mình làm, những điều mình thích. Thì phía trên đoạn đầu cầu Giáo Viên thì có vẻ nó yên ả hơn so với cái đoạn phía dưới này, bởi vì là cái khúc dưới này là ngoài có cái cầu Bản Nguyệt ra thì cũng có những cái công viên rất là đẹp. Chính vì vậy mà mọi người đến đây chơi cũng rất là đông. Ngoài ra thì cũng có những cái dãy ghế đá như thế này, và chúng ta có thể ngồi để tâm tư hay là suy nghĩ, hay là ngồi để xả stress, thư giãn. Những cái hình ảnh thể dục rất là đẹp quý vị. Bởi vì có thể thấy là những cái bãi cỏ này bây giờ lúc trước nó rất là rầm, không có đi ra ngoài được, nhưng mà sau khi chỉnh trang lại thì cũng có thể là đi ra ngoài phía ngoài và chúng ta có thể ngồi phía ngoài được. Đấy. Những cái hình ảnh này thì cũng có thể phù hợp với những bạn thích câu cá, thích sóng nước để câu cá chẳng hạn. Quý vị có thể nhìn thấy xa xa kia chính là cái bia quốc phòng. Thật sự mà nói là khi đứng bên bờ bên này mà chúng ta quan sát qua bên bờ Nam thì nó có một cái vẻ đẹp rất là hiện đại luôn quý vị. Và thực sự mà nói là cái nét hiện đại đó nó hòa lẫn trong thiên nhiên, nó hòa lẫn với cái một cái thành phố cổ đô đấy, đó vừa cũ vừa mới nó rồi kết hợp lại với nhau. Đây thì quý vị có thể thấy là các bạn trẻ này chưa có tin đấy, nhìn rất là vui đấy, rất là tuyệt vời quý vị. Và một cái màu xanh mơn mởn cũng như là có một cái con đường chạy thẳng như thế này, nó tạo nên cho ta một cái cảm giác rất chi là gần gũi với thiên nhiên. Chính vì vậy mà cái thời điểm này thì những bà con, những bạn, những quý vị mà ở gần thành phố, ở gần khu vực này thì lúc nào cũng lựa chọn cái khu vực này để đi bộ cũng như là chạy bộ tập thể dục. Và thời lượng video thì hôm nay thì Huế Review cũng muốn giới thiệu cho quý vị một cái đoạn đường đi bộ là ngang đây. Thì nếu như quý vị nào muốn Huế Review tiếp tục về con đường, đoạn đường phía dưới kia, thì quý vị cũng có thể comment phía dưới video và yêu cầu Huế Review tiếp tục cái series về khám phá bên bờ sông Hương này quý vị. Và chắc hẳn rằng thì khi quý vị yêu quý Huế Review thì quý vị cũng đã cảm nhận được rằng là Huế bây giờ nó càng ngày càng đẹp, và cái tình cảm của quý vị dành cho Huế là sẽ ngày càng lớn đó. Và Huế Review cũng muốn truyền tải cái thông điệp đó để cho mọi người. Thôi bây giờ thì Huế Review cũng xin kết thúc video ở đây. Quý vị thấy hay thì mong quý vị like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cho Huế Review ngày càng phát triển đó. Và cùng mong rằng quý vị sẽ có những cái đóng góp, những cái ý kiến chân thực nhất, xác thực nhất, và nó góp ý cho kênh Huế Review để Huế Review hoàn thiện mình hơn. Và bây giờ thì Huế Review xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.